Lê Sô xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình Chào đón cả nhà. Mình đã quay trở lại cùng với kênh Tê Su Du Du. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2023. Tê Su xin mời cô chú anh chị các bạn đi dạo đường phố Phan Thiết cùng với Tê Su nha. Tê Su đang đứng ở trên đường này là đường Tuyên Quang. Ở ngay cái góc này thì có rất là nhiều cái tiệm hàng ăn uống ở trên đường Tuyên Quang này nè. Mấy hôm nay Phan Thiết của mình thì đặc biệt là trời đã hết mưa cả nhà mình. Nhưng mà buổi tối thì là nóng, nóng lắm luôn cả nhà. Cho nên là khi mà mình thời tiết cái lúc trời mưa thì nó hơi lạnh tạnh, nó hơi mát mát. Còn mà trời nắng lên thì nóng ơi là nóng. Là bây giờ Tê Su xin mời cô chú anh chị các bạn dạo du lịch qua màn ảnh nhỏ cùng với Tê Su qua đường phố Phan Thiết. Mà sắp tới Phan Thiết mình chắc là trong tháng 9 thì sẽ có lễ hội Trung Thu. Thông thường là những cái năm mà Trung Thu là trời đều mưa lâm râm, thì hy vọng là năm nay là trời sẽ là mát mẻ, giống như hôm mà tổ chức lễ hội đường phố có thể là mưa vào buổi trưa rồi đến chiều đến tối là đường nó mát để cho mấy bé đi rước đèn để cho mát mẻ với vui vẻ, chứ trời mưa đi thì cực lắm. Và học sinh cũng đã quay trở lại trường học cách đây 3 ngày. Hôm nay là ngày 8. Ở đây thì đèn đỏ mình được phép rẽ phải nha cô chú anh chị các bạn, nên là Tê Su rẽ phải. Bây giờ là 7 giờ sáng của ngày 8 tháng 9. Cũng lâu lâu Tê Su từ hôm lễ 2 tháng 9 chắc cũng một tuần rồi, hôm nay mới đi lại đường phố để quay cảnh đường phố chia sẻ cùng với cô chú anh chị các bạn. Mình đi dạo từ ở Phú Thủy rồi qua Đức Nghĩa rồi xuống Đức Long nha cô chú anh chị các bạn. Thì người ta nói là Phan Thiết mình có mấy cái tà cú, tà zone với lại một cái tà gì đó nữa, ba cái tà mà Tê Su quên mất rồi. Hôm bữa Tê Su nghe nói mà cái chỗ đó Tê Su cũng chưa có đến nên là nó không có ấn tượng với mình, nên mình không có nhớ được cái tà đó. Có một cái, cũng một cái núi nữa ở đâu ta đó, chứ bởi vậy cho nên là cái những cái giống như là bão hay là những cái gì mà nó bất lợi về thời tiết đó, thì giống như người dân người ta thường hay nói là Phan Thiết của mình là được, giống như là được bảo trợ, được bảo hộ, bình thuận, là được chắn, cho nên là khí hậu thổ dưỡng ít khi nào mà bị ảnh hưởng bão, chỉ áp thấp nhiệt đới thôi, còn bão thì hơi nhẹ nhẹ chứ không bị ảnh hưởng nhiều giống như những cái nơi khác. Ở đây mình đang đứng đây là đèn xanh đèn đỏ nè cô chú anh chị các bạn, của đường Thủ Phổ Hưng và đường Trần Hưng Đạo. Với lại là Phan Thiết của mình nói riêng thì Tê Su thấy là có các phú giống như là Phú Trinh nè, Phú Hài nè, Phú Tài nè, Phú Thủy nè, Phú gì nữa ta, Phú Trinh, Phú Hài, Phú Tài, Phú Thủy, hình như hết rồi sao. Ở đây là mình đang đi qua đường này là đường Thủ Phổ Hưng. Ở ngay cái thủ đường Thủ Phổ Hưng này là mình có một cái tiệm mà họ chuyên gọi là thay thế những cái đồ phụ tùng phụ kiện của xe hơi và xe máy, chứ xin lỗi cả nhà mình, xe máy. Giá rất là rẻ ở trên đường Thủ Phổ Hưng này nè, chắc là hẳn là nếu mà cô chú anh chị các bạn thường xuyên đi sửa xe thì mình biết ha. Sửa xe Honda Sơn là ở bên tay trái là mình mới vừa đi qua xong đó, rồi đi lên đây chút xíu nữa là mình đến ngã tư này gọi là ngã tư Lê Duẩn với lại ngã tư đường Thủ Phổ Hưng.
trước mặt mình là con đường mình đi thẳng đường này nè, thì mình sẽ đi ra được cái đoạn của đường Trần Hưng Đạo đi lên tượng đài chiến thắng, đi thẳng qua thì mình đi đến Nguyễn Tất Thành và mình sẽ đi ra được biển Đồ Dương. Còn khu vực này thì mình đi thẳng hơn, thì mình đến vòng xoay này thì mình sẽ đi qua đường Cầu Sắt. Còn nếu mình rẽ về phía bên tay phải thì mình sẽ về đường Lê Duẩn hướng ga xe lửa. Thì Sô không biết là cô chú anh chị các bạn ngồi xem YouTube thì cô chú anh chị các bạn có dùng những cái mạng xã hội khác hay không. Nhưng mà hai bữa nay đi Sô cũng thử gọi là mình theo tuổi trẻ, mình thử sử dụng TikTok đó cô chú anh chị các bạn. Nhưng mà quả thật giống như mà mình nói là mình sẽ bị hóng và gọi là bị giữ chân liên tục mấy tiếng đồng hồ mà mình không hề biết. Và đến khi mình biết rồi thì mình đã mất gần 2-3 tiếng đồng hồ mình dạo ở trên TikTok đó. Cho nên là mà sau khi mình dạo chơi trên TikTok được khoảng một khoảng thời gian như vậy, xong ra là Tisu cảm nhận ngay được là cái trí óc của mình. À, để Tisu quay qua đây. Tisu này đây là đi qua ngay chỗ tháp nước của Phan Thiết. Mình đi hướng này là đi về hướng lại đường Trần Đạo, còn hướng bên tay trái này là mình sẽ đi về hướng của đường Hải Thượng Lãn Ông. Còn mình đi thẳng là mình sẽ đi lên lại cái khu vực cầu giữa. Tisu quay trở lại câu chuyện TikTok, tại vì ở đây có những cái điểm đặc biệt là Tisu muốn chia sẻ cùng với cô chú anh chị các bạn. Quay trở lại cùng TikTok là sau khi mình xem hai ngày đó xong, mỗi một lần mình xem xong là mình thấy cái não của mình á, nó cứ cà tưng, giống như mỗi khi mình lướt TikTok lên á thì nó sẽ có cái nhịp rất là nhanh lướt lên, và mình đã cảm giác là xong ra khỏi cái TikTok đó là mình cái đầu của mình nó hơi ngay. Không biết là cô chú anh chị các bạn có sử dụng cái mạng xã hội đó hay không, nhưng mà thì tôi thấy là nếu như một người mà dành nhiều thời gian để mà trên trải nghiệm trên cái TikTok đó thì sẽ bị mất nhiều thời gian và sẽ bị cuốn hút vào những cái gọi là mình nói là cái chương trình qua điện thoại đó, và mình cũng sẽ bị ảnh hưởng cái tâm trí của mình á. Với lại cách hành xử của mình nó cũng Tisu cảm nhận vậy đó. Không biết là cô chú anh chị các bạn có ai đã từng sử dụng và từng cảm nhận giống như Tisu hay không, thì mình cũng chia sẻ cái trải nghiệm để cô chú anh chị các bạn có thể là tìm hiểu rồi sử dụng xem có giống như Tisu không. Nói chuyện chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn một chút xíu cho vui. Xong bây giờ mình đến đây là mình đi qua khu vực Nguyễn Trường Tộ. Đường này đường Nguyễn Trường Tộ của chú anh chị các bạn ha. Hôm nay là mình hồi nãy Tisu nói là đi từ Phú Thủy qua đến Đức Nghĩa. Thì bây giờ Tisu sẽ đi đường này, đi thẳng vô trong này là khu di tích Bác Hồ. Với hôm qua Tisu coi 100 video clip thì sẽ có khoảng 3 cái video clip mà một cái là mình cười mà gọi là cười sặc luôn, một cái thì chạm được cái cảm xúc, và một cái thì mình coi được cái cảnh đẹp. Nói chung là mình cái tay của mình nó cứ lướt liên tục, nhưng mà trong 100 cái thì mình sẽ có được 3 cái mà mình cảm thấy là có thể dừng lại để xem. Một cái thứ nhất là về chạm được cái trái tim, thì Tisu thấy đã có một cái đoạn video clip của một người đàn ông, cái này thì ở nước ngoài thôi chứ không phải ở Việt Nam mình, thì với những người sống vô gia cư đó thì Tisu thấy là
họ đi, ví dụ như họ đi trên đường họ chọn một tay một người lạ đi, thì người ta sẽ phản ứng một cách rất là tự nhiên, đó là người ta hất cái tay ra, người ta nhìn qua người ta thấy người đàn ông đó có cái vẻ rách rưới tả tơi thì người ta sẽ chụp lại cái túi quần trước, túi quần sau, và nếu ai có đeo ba lô thì người ta quay ngược ra lại phía trước. Rồi xong cái người ta quay qua người ta liếc cái người này một cái. Và một cái hành xử khác là khi mà cũng người đàn ông này với cái bộ dạng rách rưới tả tơi như vậy, người ta đi tới những người vô gia cư, người ta xin những cái đồ ăn và ngồi ăn cùng với người vô gia cư, thì những người vô gia cư thì người ta rất là sẵn lòng để chia sẻ những cái món ăn người ta đang cùng ăn và những cái thức ăn mà người ta đang cùng uống rất là một cách tự nhiên. Nhưng mà sau đó thì người ta sẽ được nhận lại một cái món quà bất ngờ từ cái người đàn ông này, nhưng mà mình mang lại cho mình một cái cảm xúc là không hiểu vì sao và có từ bao giờ tự nhiên cái có cái sự phân biệt giàu nghèo, rồi khoảng cách cuộc sống giữa ngày này người kia, và bởi cái hình thức bên ngoài mà người ta đánh giá một con người là như thế nào đó, rồi xong cái người ta sẽ có được một cái sự phân biệt. Tiso thấy nó có một cái khoảng cách rời bỏ đi cái sự yêu thương. Cái đó là gọi là cái video clip chạm vô cái trái tim của Tiso. Ở đây là mình đang dừng lại một cái góc chợ ở châu khu vực Đức Nghĩa nha cô chú anh chị các bạn. Cái này nhỏ nhỏ, một cái góc chợ nhỏ nhỏ ở đây thôi. Cái chỗ này Tiso quay rồi, bây giờ mình đi lên trên này chút xíu nữa, mình sẽ đi qua đình làng Đức Nghĩa. Mình sẽ đi qua đình làng nha, mình không đi vô mà mình sẽ đi qua cái khu vực này nè. Đường nho nhỏ này Tiso muốn đi lại. Có một khoảng thời gian một năm về trước có lẽ Tiso đã từng đi qua con đường này. Cho cái anh này anh đi trước rồi mình đi sau. Mình quay những cái con đường hẻm nhỏ, phố nhỏ ở đây. Hôm nay thì Tiso dành thời gian đi lại, tại vì cái xe kia nếu mà Tiso đi là sẽ bị che khuất bởi cái xe và mình cũng không có đi được. Để cho họ đi xong rồi mình sẽ đi nha cô chú anh chị các bạn. Với lại một cái video clip mà Tiso cười không nhặt được miệng á, người ta gọi là giống như là gọi như nhiều người Bắc gọi là không nhặt được mồm á, cười mà gọi là cười hát hát hát. Đó là một cô vợ người Việt, xong cổ luộc một cái trứng trứng vịt lộn đó cả nhà mình, xong rồi cổ mới mở ra, cổ để vô trong một cái giống như cái chum mà mình hay ăn trứng vịt lộn đó. Thế là cho cái anh chồng nhưng mà không phải là người Việt mà là Tây, mình thì không biết nước nào, nhưng mà khi mà ảnh nhìn vô cái trứng ảnh bật lên một cái rất là hoảng hốt và thoảng thốt, tại sao lại có con chim ở trong này. Xong là ảnh mới quất một đứa con lại, hai cha con cùng nói ố tại sao lại có con chim trong này. Còn cô vợ người Việt thì cười rất là bình thường và thưởng thức cái món ăn này. Cho nên là hồi xưa khi mình đọc cái video clip về một người nước ngoài mà lần đầu tiên nhìn thấy cái trứng vịt lộn ở Việt Nam mình thưởng thức á, thì cái cảm xúc và cái cảm giác, cái phản ứng của họ cũng tương tự như cái người đàn ông này. Cho nên là mình thấy là họ có những cái món ăn thì người này có thể ăn được nhưng mà người kia cũng không thể ăn được, nhưng mà nó không có cái gì đúng sai ở đây cả, mà chỉ là cái trải nghiệm và cái mà mình gọi là gu ẩm thực của mình thôi. Thì cũng giống như là những người ta nói là ăn chay mới là tốt, còn không ăn chay là ăn cái này cái nọ sát sinh, thì cái đó cũng là tùy cảm nhận của mình. Nhưng mà đối với Tiso thì không có cái gì đúng, không có gì sai. Tất cả mọi thứ mình là trải nghiệm và mình vui trong nó là được. Đó, qua cái câu chuyện cảm xúc thứ hai. Còn câu chuyện thứ ba là câu chuyện về những cái căn nhà tranh, không, nhà tranh hay gọi là nhà gỗ, hoặc những cái nhà mà bên suối, bên sông á cô chú anh chị các bạn. Nhưng mà họ thiết kế theo cái dạng để Tiso nhớ lại coi nè, họ thiết kế theo cái dạng là uh,
giống như những cái căn lều á, nhưng mà họ làm bằng gỗ và trên đó họ đề coi những cái cây nhỏ hoặc cây lớn, và trong đó là có cái khu vườn nho nhỏ, hồ cá, rồi có chỗ một cái phòng mà ngồi chơi riêng. Tisu cảm giác rất ấn tượng với cái khu vực này. Ủa chị, cái này có đường đi ra không chị? Rẽ phải hả? À? Rẽ trái hả? À? Dạ cảm ơn. À thì Tisu rất là ấn tượng với những cái căn nhà như vậy. Phía kính á, họ sử dụng nhà kính, cả nhà mình bằng kính, và nhìn ra được núi và nhìn ra được sông hồ. Ủa, ở đây bán bánh canh hay bán gì? Ở đây là một chỗ mà bán đồ ăn cho hàng xóm láng giềng. Bên này cũng vậy. Là Tisu thấy cái video clip đó, tự nhiên là mình thấy có một cái câu chuyện là mong ước sau này về già chỉ có một cái căn nhà tranh hả, nhà tranh thấp đất, thì bây giờ không có nhà tranh thấp đất mà là gọi là nhà gỗ mái rơm. Cái đó là cũng là mơ ước cũng rất là nhiều người. Sau khi làm hết thời gian vất vả rồi thì trở về, mong muốn trở về lại cái cuộc sống bình thường, được tận hưởng, hít thở không khí trong lành, đúng không? Rồi ăn những cái món ăn của quê hương, rồi ngồi đâu đó ở một cái góc ven đường, uống một ly trà, thưởng thức một cái món gì đó nó đơn giản và bình dân, rồi để mình cảm nhận được cái hương vị của cuộc sống này, nó không phải bị xô bồ. Ở đây là đình làng Đức Nghĩa nè, Tisu đi một vòng là ra đến đình làng. Hướng trên này là sẽ đi đến chùa Cốc này của chú anh chị các bạn. Hồi nãy giờ Tisu đang kể lại mấy cái TikTok mà Tisu xem 2-3 bữa nay đó, nhưng mà sau khi Tisu xem rồi là Tisu thấy không có muốn xem nữa, tại vì nó tốn nhiều thời gian của mình, và xem xong tự nhiên cái mình cứ muốn có nghĩa là cái não của mình nó cứ cà tưng. Đây là đường đi lên chùa Cốc này cô chú anh chị các bạn. Mình không có lên chùa ha, ở chùa hôm nay họ treo đèn lồng đẹp quá. Tisu sẽ đi con đường ở bên hông chùa. Cô chú anh chị các bạn thông cảm ha, tại vì ở cái đường này nó hơi gồ ghề, mà Tisu đeo cái điện thoại nó ở phía trước á, cho nên là những cái đoạn gồ ghề Tisu phải dịnh nó lại, nếu không là nó sẽ bị lắc màn hình, cho nên nếu như mà nó hơi lắc màn hình một chút xíu thì cô chú anh chị các bạn cũng thông cảm. Đây là giờ mình không biết đang ở nào nữa. Chắc đi ngõ này. Ui. Ui, ngõ này có đường ra không ta? Ở đây rất là nhiều cái của con chó để lại. Nếu mình đi không cẩn thận nè. Có đường ra không hả anh? Ồ, lên dốc luôn hả? Chạy giùm em đi. Cả nhà Tisu nhờ các anh đó anh chị lên dốc giùm cho Tisu. Tisu đi bộ thôi chứ không có dám chạy lên, tại vì cái này trơn mình không quen, nó dễ trượt lắm đó. Cô chú anh chị các bạn thấy người dân họ thân thiện và rất là tốt bụng không? Ví dụ như ở mình một nơi khác mà mình đi chạy một cái xe như thế này, mình kêu là đưa để cho người khác chạy lên giùm mình, thì liệu rằng có bao nhiêu người có tâm lý là người ta chạy luôn cái xe của mình không, đúng không ạ? Cho nên là cả nhà mình thấy là người dân thân thiết, rất là dễ thương và thân thiện và rất là tốt bụng nữa, hiền hòa. Giấy số dạ không ạ. Và Tisu đi qua góc bên này, ở bên này là một cái góc bán đồ ăn sáng,
Hôm nào đó Tí Xu sẽ đi vào quay review hết những cái quán ăn bình dân của bà con ở địa phương để cùng trò chuyện với những bà con hàng xóm láng giềng. Tại vì sao Tí Xu lại chọn những cái hình ảnh như thế này để quay chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn? Bởi vì Tí Xu muốn gửi đến cả nhà mình một cái thông điệp rất là gần gũi, biết rằng là khi mình quay những cái món ăn vỉa hè hoặc là đường thì sẽ có rất là nhiều cái ý kiến phản hồi trái chiều. Ví dụ những người đã sống ở những cái đất nước phát triển thì những cái việc mà bán ăn ở vỉa hè lòng lề đường này á thì họ sẽ ít có thể gọi là mình gọi là từ không phải từ chấp nhận mà ít có thể là tiếp nhận cái thông tin. Và do vậy có nghĩa là vệ sinh an toàn thực phẩm là phải có găng tay, thịt là xả ra bao nhiêu tiếng là nó mới đảm bảo là vô trùng, còn sau đó là bao nhiêu tiếng là thịt đó nó sẽ bị ôi chẳng hạn. Như vậy thì có rất là nhiều cái ý kiến như vậy. Nhưng mà theo Tí Xu thì Tí Xu lại thấy là mình làm sao á, mình sống làm sao mà ở cái môi trường nào mình cũng có thể thích nghi được đó. Ăn cái gì mình cũng có thể ăn được, ngủ trên một cái giường nệm máy lạnh mình cũng có thể ngủ được, mà có thể là ngủ ở dưới một cái sàn gỗ, một sàn đất, hoặc là ngủ trên cỏ luôn mình vẫn cũng có thể là ngủ một giấc ngon lành. Hoặc là ăn những cái món ăn ở trong nhà hàng khách sạn 5 sao, hoặc là những cái siêu gọi là những cái siêu sao đi, gọi là rất rất là nhiều tiền để trải nghiệm cái cảm giác đó. Nhưng mà khi mình ăn một cái bữa cơm đạm bạc bình dân ở những người địa phương, hoặc là những người ngư dân, hoặc là đâu đó những người đồng bào, thì những cái món ăn đó mình vẫn ăn được và mình cảm nhận được cái mình gọi là cái đậm đà, cái mình không dùng cái từ đậm đà cũng không đúng, cái gọi là cái chất của người địa phương đó. Thì như vậy thì cuộc sống mình mới gọi là trải nghiệm hết. Chứ còn ví dụ như mình nói là ví dụ như mình nói là ở cái món đó là nó dơ tôi không có ăn được, thì do bởi cái bụng của mình sợ đau đúng không? Thì giờ mình tập đi, mình tập làm sao để cái bụng của mình cái gì mình cũng có thể ăn được thì mình trải nghiệm được nhiều thứ tốt hơn. Còn nếu mà cái bụng của mình nó dở thì mình chỉ nhìn cái đó thôi và mình cảm thấy là thèm nhưng mình không dám ăn, thì cái đó là cũng là trải nghiệm của mỗi người. Nhưng mà Tí Xu cũng muốn chia sẻ lại những cái gọi là những cái mình gọi là những cái suy nghĩ của Tí Xu á, cái suy nghĩ riêng cá nhân của Tí Xu. Cho nên Tí Xu vẫn quyết định là quay những cái món ăn bình dân địa phương để có được cái sự cảm giác gần gũi. Chứ cái gì mà cũng vô nhà hàng, vô khách sạn hết rồi thì những cái hình ảnh giản dị, bình dân thì nó lại mất đi. Tí Xu lại thích giữ lại những cái hình ảnh gần gũi thân thương của bà con quê mình. Cho nên là Tí Xu mới quyết định là Tí Xu vẫn cứ quay những cái món hè phố, những cái gì mà bình thường giản dị nhất của cuộc sống ở Phan Thiết để chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn. Nãy giờ mình đi một cái đoạn ở gọi là một cái đoạn ở Ích Nghĩa, bây giờ mình sẽ xuống cái đoạn của khu này là Lạc Đạo. Cả nhà mình xuống đây là Lạc Đạo rồi. Hồi nãy giờ Tí Xu đi vòng vòng nói chuyện của cô chú anh chị các bạn đi qua khu Lạc Đạo luôn rồi, thôi giờ lỡ rồi đi luôn ha. Rồi mình sẽ quành lại khu vực hồi nãy mình nói là đầu giờ Tí Xu nói Đức Long hay Hưng Long ta. Thôi giờ cứ Lạc Đạo xong quay ngược lại nghe cả nhà mình nha. Khu vực này có nhiều cái cũng hay lắm cô chú anh chị các bạn, đặc biệt là của những cái người ngư dân hoặc là bà con ở địa phương mà sống ở gần khu vực biển á. Họ có những cái chợ, những cái con đường cũng hay lắm. Bữa nào Tí Xu sẽ quay chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn tiếp sau. Thì trong cái tập video clip quay tiếp về đường phố
thì Tuy Xô sẽ chọn quay ở Phú Hài để quay được những cái cảnh sinh hoạt của bà con địa phương ở khu vực vùng biển để chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn nha. Hướng này là mình đi về phía cổng chữ Y. Cổng chữ Y sau đó là mình sẽ đi lên trên hướng Nova World, là đi hướng này thì cô chú anh chị các bạn. Này là Đức Long này. Hồi nãy lạc đạo xong bây giờ là xuống Đức Long. Xuống con đường này thì mình hồi xưa đường này là đường chính mà để chạy từ trục Phan Thiết đi ra những cái tỉnh thành khác, nhưng mà sau này có đường quốc lộ 1A thì đường này chỉ trở thành con đường của chạy ở trong nội thành Phan Thiết thôi, chứ không có dùng cho những cái xe mà sẽ đi xuyên tuyến Bắc Nam nữa, ngoại trừ một vài cái xe mà họ chạy vào trong các huyện ở Bình Thuận mình. Thì chẳng hạn như Đức Linh, Tánh Linh thì mình vẫn đi đường này. Rồi đến đây là cổng chữ Y của chú anh chị các bạn. Tuy Xô sẽ quành về lại ở cái khu vực phía bên trong lại thành phố Phan Thiết. Và đến đây thì Tuy Xô sẽ đi cùng với cô chú anh chị các bạn rẽ qua ở bên hướng bên tay trái, mình đi về lại đường Đồng Khánh, là đường Trần Phú bây giờ á. Con đường này cũng là một trong những cái con đường ăn uống ở Phan Thiết quê mình. Họ bán cho người dân địa phương là nhiều chứ ít cho khách du lịch. Này là hoa sen. Tuy Xô không biết làm sao chứ cái hoa sen á, như Tuy Xô mà hái về á thì chừng nửa ngày sau là nó héo không à. Mình ngâm nước nhưng mà mình thấy cái hoa nó không có tươi. Nhưng mà những cái sen mà khi mà họ làm cho mình để mình cúng kính hay cái gì đó thì Tuy Xô thấy cái độ tươi của nó rất là lâu, mà không biết họ có bí quyết gì. Ở đây là cái khu vực đường Trần Phú nè. Ở đây thì bán đồ chay nhiều. Đường này là bán đồ chay nhiều. Đặc biệt là tiệm chay và tiệm Hoành Thánh mì với lại tiệm bánh gói. Và trên đường này là nhiều nhất. Và họ bán giá cũng mềm chứ không có mắc, cho nên nếu mà khách du lịch mà muốn thưởng thức những cái món chay thì đây là một trong những con đường mà Tuy Xô có thể gợi ý cho cả nhà mình tham khảo, có thể chọn để mình đi đến mình thưởng thức. Rồi mình đi qua đây là cái khu vực chợ Phan Thiết nè. Tuy Xô sẽ đi qua đường Nguyễn Huệ luôn ha, xong rồi mình sẽ kết thúc video clip này. Cô chú anh chị các bạn thấy mấy bạn trẻ, mấy bạn nhỏ ăn hàng giống như hồi xưa mình đi học sáng, mà cho tiền ăn sáng mà ra căng tin mà mua được cái món gì đó mà ăn, trời nó thích ơi là thích. Đường này là đường Nguyễn Huệ nha cô chú anh chị các bạn, là đường Gia Long ngày trước ha. Giờ này mà vô chợ là sẽ rất là đông, cho nên mình chỉ đi khu vực đường phía ngoài chợ này thôi.
đi đến cuối của con đường Nguyễn Huệ này thì Tisu xin phép dừng máy nha cô chú anh chị các bạn. Cảm ơn nhà mình đã luôn đồng hành cùng với Tisu Tư Du và luôn bấm like khi xem video clip. Và nếu muốn dành một cái điều gì đó thì cô chú anh chị các bạn hãy viết lại những cái cảm xúc để chia sẻ cùng với Tisu cũng giống như những cô chú anh chị khác trên kênh, để mình cùng sẻ chia và cùng đồng cảm. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những chương trình lần sau. Kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và bình an đến mọi người và mọi nhà.